Rồi, xin chào các bạn. Sáng hôm nay tôi sẽ dành chút thời gian để tôi phân tích cho chúng ta về cái nguyên lý hoạt động của một dòng mainboard laptop gaming. Đó có mã main đó là LA H462P. Đây là dòng i5 thế hệ 9 ha, 9003H và có tích hợp GPU N18P. Vào phân tích như thế này. Ok, đầu tiên á là chúng ta phải đi sâu vào đi từ đầu ha, đi từ cái jack adapter để chúng ta biết được cái nguồn đầu vào đến cái nguồn cấp trước 3V 5V, điều kiện hoạt động của những IC sạc IC35. Tôi sẽ phân tích tới đó. Vì mainboard chúng ta hầu như là nó bị lỗi vấn đề từ nguồn đầu vào IC sạc đến IC35 khoảng 95% ha. Rồi, ở đây các bạn thấy cái dắt nguồn adapter chúng ta cấp vào. Đối với những dòng gaming á thì nó sẽ gồm có ba cái ba dắt ba lệnh đến là 4 5 lệnh ha. Nói chung về những cái lệnh mà đèn á thì nó cũng không quan trọng, bị gì đó từ con SIO nó sẽ mở. Nhưng mà để có đèn LED này nè các bạn thì đương nhiên nó sẽ có một cái lệnh gọi là ADV single, đó là cái tín hiệu ha, tín hiệu nhận dạng adapter, là đây là cái tín hiệu để cho chúng ta biết rằng á đó là cái IO nó sẽ nhận dạng được cái mức cao gửi về đã ra ở cái giắc kim của cái adapter chúng ta để dò được cái gọi là cái điện năng tiêu thụ đó các bạn, cái watt đó ha, nó đủ hay không. Nếu những trường hợp mà chúng ta gắn không đúng adapter, không đúng cái điện năng tiêu thụ của nó thì đương nhiên là nó sẽ khóa đi cái khối cấp trước là 3/3, nó sẽ khóa trên và cái đèn LED chúng ta nè nó sẽ không sáng đó. Nhưng mà nếu mà adapter chúng ta đủ điện năng và SIO chúng ta hoạt động tốt thì nó sẽ mở ra một cái đèn đó, đèn tín hiệu ở cái giắc nguồn adapter ha. Rồi, ở đây chúng ta chú ý hai cái lệnh quan trọng nhất, đó là cái nguồn adapter và cái tín hiệu ha, ADV single và một chân mát. Đương nhiên đối về một cái nguồn DC thì chúng ta cần phải có là âm và dương để nó tạo ra một cái dòng điện ha. Đó. Thì khi mà chúng ta cắm cái adapter vào á thì nó sẽ lấy tên là cộng 19V ADV in. Đó, đây là cái nguồn gọi là mới nguồn là adapter thôi nha các bạn, nguồn sạc thôi. Rồi các bạn thấy á, những cái trường hợp mà nó ghim ha, nó ghim những con diode diode đôi đó các bạn thấy này, đây là những con diode bảo vệ quá dòng đó, chúng ta phải nhớ như vậy ha, những diode bảo vệ quá dòng. À, ở đây cái đường tín hiệu các bạn thấy này, nó sẽ ghim ở đây này đó, nó hai cái mạch, nhưng mà bên trong đây nó sẽ không dạng, nhưng mà chúng ta hiểu rằng á nó sẽ ghim ngay đây này, mỗi một con diode đôi. Đây là diode gọi là bốn con diode luôn, hai con diode Zener và hai con diode thường. Đó, nó tích hợp vào trong một cái con diode này.